thì hiện tại là bộ này ở đây là sẽ đánh mọi người ạ. Chúc giờ các chị chúng ta sẽ tham quan khu vực sân lễ hội. Đó là bộ đàn đá nặng 20 tấn đặc kỹ thuật kia nhé. Mỗi thanh đàn dao động từ 400 tới 600 mét. Và để đánh bộ đó sẽ có 5 nghệ nhân cùng đánh ạ. Sau đây em sẽ đánh cho đồng mình nghe bài tiếng chị trên sắp bông. Thank you.